Vì thế gọi là Tam Ma Địa Đại Trang Nghiêm. Thế nào gọi là Tam Ma Địa chiếu nhất thiết thế gian? Nghĩa là khi an trụ Tam Ma Địa này chiếu soi các đẳng trì định và tất cả pháp, làm cho các loại hữu tình đều được khai sáng hiểu rõ. Vì thế gọi là Tam Ma Địa chiếu nhất thiết thế gian. Thế nào gọi là Tam Ma Địa định bình đẳng tánh? Nghĩa là khi an trụ Tam Ma Địa này không thấy đẳng trì định hay tán loạn sai khác, vì thế gọi là Tam Ma Địa định bình đẳng tánh. Thế nào gọi là Tam Ma Địa hữu chánh vô chánh bình đẳng lý thú? Nghĩa là khi an trụ Tam Ma Địa này không thấy các pháp và tất cả định có tranh không tranh tánh tướng sai khác, vì thế gọi là Tam Ma Địa hữu chánh vô chánh bình đẳng lý thú. Thế nào gọi là Tam Ma Địa vô xào huyệt vô tiêu xí vô ái lạc? Nghĩa là khi an trụ Tam Ma Địa này phá trừ các xào huyệt, xả bỏ các cờ xí, đoạn trừ các ưa thích mà không chấp trước. Vì thế gọi là Tam Ma Địa vô xào huyệt, vô tiêu xí, vô ái lạc. Thế nào gọi là Tam Ma Địa quyết định an trụ chân như? Nghĩa là khi an trụ Tam Ma Địa này, đối với các đẳng trì định và tất cả pháp thường không xả bỏ thật tướng chân như, vì thế gọi là Tam Ma Địa quyết định an trụ chân như. Thế nào gọi là Tam Ma Địa ly thân uế ố? Nghĩa là khi an trụ Tam Ma Địa này làm cho các đẳng trì định phá hoại thân kiến, vì thế gọi là Tam Ma Địa ly thân uế ố. Thế nào gọi là Tam Ma Địa ly ngữ uế ố? Nghĩa là khi an trụ Tam Ma Địa này làm cho các đẳng trì định diệt trừ nghiệp ác về lời nói, vì thế gọi là Tam Ma Địa ly ngữ uế ố. Thế nào gọi là Tam Ma Địa ly ý uế ố? Nghĩa là khi an trụ Tam Ma Địa này làm cho các đẳng trì định diệt trừ nghiệp ác về ý, vì thế gọi là Tam Ma Địa ly ý uế ố. Thế nào gọi là Tam Ma Địa như hư không? Nghĩa là khi an trụ Tam Ma Địa này làm lợi ích cho khắp tất cả hữu tình, tâm bình đẳng như hư không rộng lớn, vì thế gọi là Tam Ma Địa như hư không. Thế nào gọi là Tam Ma Địa vô nhiễm trước như hư không? Nghĩa là khi an trụ Tam Ma Địa này quán tất cả pháp đều vô sở hữu như hư không trong sạch, không ô nhiễm, không chấp trước, vì thế gọi là Tam Ma Địa vô nhiễm trước như hư không. Này thiện hiện có vô lượng trăm ngàn các Tam Ma Địa thủ thắng hy hữu vi diệu như vậy, nên biết đó là tướng đại thừa của Đại Bồ Tát.